Ok và hello chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta lấy được cái trứng là do it yourself egg ha các bạn ha. Tức là cái trứng hình túi giấy mà các bạn đang thấy mình đang chỉ con chuột vào ha. Và các bạn lưu ý kỹ ha, trước khi chúng ta lấy được cái trứng này thì các bạn phải lấy được cái trứng hình con quạ ha. Tức là cái trứng này đây, cái trứng mà màu tím tím mà có hai cái cánh hai bên với một con mắt ở giữa nè. Chúng ta phải lấy được cái trứng này ha. Và trong video này mình sẽ không hướng dẫn các bạn lấy trứng con quạ đâu ha. Các bạn hãy qua channel của Mama để xem. Mình sẽ để cái link channel về video hướng dẫn lấy cái trứng con quạ này bên dưới phần mô tả của video ha. Các bạn nhớ nha, các bạn phải lấy được cái trứng con quạ này, sau đó các bạn mới theo dõi cái video của mình để chúng ta có thể lấy được cái trứng do it yourself egg ha. Lấy được cái trứng do it yourself egg để làm gì? Để chúng ta có thể lấy được cái trứng fit team các bạn. Nếu các bạn muốn thu thập đủ 45 cái trứng á, mấy cái trứng kia nó không liên quan ha, chỉ có ba cái trứng cuối nó liên quan với nhau thôi, đó là cái trứng con quạ nè. Chúng ta phải lấy trứng con quạ này trước, sau đó chúng ta qua lấy cái trứng DIY này và cuối cùng chúng ta sẽ đi lấy cái trứng fit team. Và bên cạnh đó mình sẽ thông báo với các bạn một cái tin. Đó chính là cái sự kiện Ready Player One, tức là cái sự kiện mà chúng ta lấy được cái cánh đó các bạn. Thì hết ngày 11 tháng 4 nó sẽ kết thúc ha, tức là ngày mai. Còn cái sự kiện là trứng phục sinh này, các bạn săn cái trứng để làm mấy cái nón á, thì hết ngày 16 tháng 4 nó sẽ kết thúc ha. Các bạn lưu ý để chúng ta có thể sắp xếp thời gian chúng ta lấy cánh và lấy trứng trong cái thời gian cho phép ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái quy trình chúng ta lấy được cái trứng này đủ ý cho xe ha bạn ha. Thì công việc chính của bạn là bạn phải tìm những cái bút màu ha. Mỗi bản đồ sẽ có 3 cái bút màu, 5 bản đồ là 15 cái bút màu, cộng với một cái túi giấy ha. Cái túi giấy thì nó nằm ở thư viện. Sau khi các bạn lấy được tất cả các màu và cái túi giấy ở thư viện thì các bạn sẽ quay trở lại thư viện, các bạn nói chuyện với con nhỏ con gái ha. Các bạn lưu ý con nhỏ con gái chỉ xuất hiện khi các bạn đã lấy được cái trứng con quạ ha. Cái trứng con quạ rất là quan trọng luôn. Sau khi bạn đã thu thập xong và nói chuyện với lại con nhỏ đó thì các bạn sẽ nhận được cái trứng là do it yourself egg này thôi. Ok, bây giờ mời các bạn xem video ha. Và đừng quên để lại một like cũng như hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi nhiều video hơn mỗi ngày ha. Chúc các bạn thành công.